người ta chỉ có là đó, chị thấy không, nó quận thì như là Thùy Dương đã nói rất là nhiều lần là ở bên đây á, khi mà trời vào đông thì không có trồng trọt được gì hết. Chị thấy cái phần chụp của Thùy Dương không nè, là nó thổi như thế này là nó rất là lạnh luôn, nó thổi rất là lạnh ha. Nghiệt như vậy đó mà người ta, công dân của người ta không có đi ra nước ngoài để làm, mà làm ô xin ha, đi làm nô lệ. Giận cho mặt của Thùy Dương cho quý vị có thể nhìn thấy nó rõ hơn, đẹp dữ lắm luôn. Ngồi quay chút xíu cho bà con coi nha. Bây giờ là đường nó ngập tuyết trắng hết rồi, nó cứ rơi.